Bắt này là bắt tàng hình không tang không chân sạc anh em nhé. Và sản phẩm này sản phẩm không có một tí tang tích hay bất cả dấu vết gì. Anh em đi chơi hoàn toàn yên tâm, đập ra không một tí tang tích hay dấu vết gì. Và soi vào thì bát trong veo trong vắt như một chiếc bát ăn cơm bình thường anh em nhé. Nên anh em hoàn toàn yên tâm khi đi chơi. Đây là chiếc bát tàng hình này. Anh em này, soi vào trong veo nhá, bát soi vẫn trong veo, không có một tí tang tích dấu vết gì. Không có một tí tang tích dấu vết gì anh em nhé. Đập ra không có tang luôn. Nên anh em đi chơi hoàn toàn yên tâm. Không soi vào trong veo trong bát, ngâm nước hơ lửa thoải mái anh em nhé. Riêng với cái dòng bát này anh em ngâm nước hơ lửa thoải mái, không bao giờ bát bị việc gì hết. Bát thì lớn nhất là nó không hạn chế bất cả một dòng quân gì, anh em chơi bất cả dòng quân gì, như thể là quân thăng long, vina hay quân bài, quân chắn, đều xoay được hết anh em nhé. Và độ sắc nét nó thì là sắc nét của nó là full HD, rất là sắc, rất là nét. Và cái tần xa nó anh em bắt được tần nhá, từ 40 đến 60 mét anh em nhé. Cái tần xa của nó rất là xuyên tường, xuyên nhà thoải mái luôn, từ trên tầng 4 xuống tầng 1, từ tầng 1 lên tầng 4 thoải mái luôn, từ nhà nọ sang nhà kia máy đều bắt được hết. Và độ sắc nét đó thì đây tôi sẽ thử cho anh em xem cái độ sắc nét của dòng bát này. Đây, nhìn vào sắc nét, đây là màn hình dây, còn đây là màn hình điện thoại nha anh em nhé. Rất là sắc nét, nhìn rõ quân bài luôn, nhìn rõ từng vị trí đó luôn. Và thời lượng pin của cái dòng bát này cũng rất là trâu, anh em đánh được từ 4 đến 6 tiếng, nó khoảng 300 lần vào mắt cơ. Nên là hoàn toàn yên tâm cho anh em khi chơi. Pin mới là anh em sạc được đầy, anh em đánh được khoảng từ 4 đến 6 tiếng, nó rất là khỏe, tùy theo cái thời lượng mở mắt. Và nó đánh được 300 lần mở mắt, anh em lưu ý vấn đề đấy. Và sạc nó rất là đơn giản, anh em chỉ đặt lên như này là nó sạc. Đó, không có kim sạc tiếp gì hết. Anh em ngâm nước, hơ lửa, thoải mái luôn, không bao việc gì. Và đây, ngay bây giờ tôi sóc luôn vài tiếng bạc để anh em xem cái độ chuẩn xác và sắc nét của cái dòng sản phẩm bát tàng hình này. Tiếng này là sấp đôi này anh em này. Anh em nhìn ở kia thấy này, sấp đôi này. Độ sắc nét của dòng bát này không phải suy nghĩ. Tôi đây là quân chắn đúng không? Tôi sẽ chuyển sang quân bài. Tôi nhìn từ xa biết là sấp đôi rồi này. Sấp đôi luôn này. Rất là nét luôn anh em nhé. Cực kỳ sắc nét luôn. Sấp đôi này. Anh em đi chơi là hoàn toàn yên tâm. Không có tăng tích hay bất cả dấu vết gì. Sấp đôi tiếp này. Nhìn từ xa đã nhìn thấy là nó sấp đôi này. Và tần bắt xa nó anh em bắt được từ 40 đến 60 mét cơ. Sấp đôi này anh em này. Ba đen này. Rất là rõ. Rất là nét anh em nhé. Đây, ba đen này. Sóc chỉ anh 1, 2, 3 cũng vào đây này. Sấp đôi này. Sấp đôi này. Rất là nét anh em nhé. Sấp đôi này. Vẫn là sấp đôi này. Rất là nét luôn. Sấp đôi này. Về bát nhá, nhà tôi có thể làm trên tất cả các dòng bát. Anh em ở khu vực chơi bất kể dòng mẫu bát gì, bát nhựa cho đến bát sành, bát sứ, bát nào tôi cũng thể làm được. Anh em cứ chụp ảnh gửi Zalo, Facebook cho tôi theo số điện thoại online của tôi là 0974 7245. Tôi sẽ làm mẫu bát theo yêu cầu của anh em. Và hàng nhà tôi có bảo hành cho anh em, sản phẩm đều có bảo hành, bảo trì cho anh em miễn phí hết. Về màn thì tôi có thể có những dòng màn như là màn rất là cơ động như màn dây thì anh em đánh ở tần khuất, nó là màn khuếch, đánh tần xa anh em đánh được khoảng 100m, 80 đến 100m. Với màn hình điện thoại này anh em đánh được cự ly từ 30 đến 40m anh em nhé. Xuyên tường, xuyên nhà thoải mái luôn. Anh em quan tâm sản phẩm, anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại online tôi là 0974 7245. Tôi có cơ sở thứ nhất là gần bến xe Mỹ Đình, thứ hai gần bến xe Giáp Bát, và khu vực phía Nam tôi có cơ sở gần bến xe Miền Đông. Anh em gần bất cả cơ sở nào, anh em cứ liên hệ rồi anh em qua. Chào anh em, nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và thành công trên sự nghiệp anh em nhé. Và qua cái Tết Nguyên đán vừa rồi thì rất nhiều anh em thu tha cũng bán nhà bán cửa, xe cộ về cái bộ chiếc sóc bịp này. Thế nên đại lý chúng tôi sẽ gửi đến em chiếc máy laser CC308. Đây là chiếc máy tiên tiến nhất dành cho bộ chiếc sóc bịp để giúp anh em thu tha lấy lại những gì đã mất em nhá. Với chức năng của chiếc máy này là ghi nhớ mọi con vị. Và nguyên lý hoạt động của nó là sẽ báo rung trực tiếp trên chiếc máy này không qua bất kỳ một thiết bị nào để giúp em biết về chất về lẻ em nhá. Khi xuất hiện cái sự chênh lệch của mặt vị là máy sẽ báo rung, ví dụ cho ba trắng và ba đen là máy sẽ báo rung.
Còn sấp đôi với tự tử máy sẽ báo không dung em nhá. Đấy, còn khoảng cách từ máy con vị từ 3 mét vào đầu, ai làm cái ai sóc cái đều chưa được, để thứ em no tay sóc cái, sóc ngắn sóc dài hay sóc mạnh không nhẹ máy đều trả kết quả chính xác em nhá. Còn máy này sẽ hoạt động trên tất cả các loại con vị, ví dụ con bài, con chắn, con đó hay con bao thuốc đều chưa được em nhá. Ở video này tôi sẽ test thử em cái quân bài này. Đấy, đây là quân bài hoàn toàn sinh chín này. Và em lưu ý với tôi trước khi đi chơi, em phải biết được là trong sòng sới là họ đánh vào quân gì. Đấy, tôi ví dụ quân bài nhá. Trước khi đi chơi này, em ấn công tắc này để cho đèn sáng lên này, em đặt cái quân vị mà trong sòng sới người ta chơi lên này. Khoảng 5 đến 10 giây khi nó máy báo rung là máy nhận được quân vị đó. Và sau đó em cần cầm theo cái máy này và sòng vào sới. Họ cắt bất kỳ quân bài nào giống như loại quân bài này là em có thể chơi được em nhá. Qua cái máy này, khi máy nhận được rồi thì em tắt máy đi, em để trong người em nhá. Và đây là hoàn toàn bộ bài sinh chín này. Tôi chọn ngẫu nhiên quân bài này cắt và test thử cho em cái độ chuẩn xác của nó này. Bát đĩa của quân vị này làm video là hoàn toàn sẽ chín em nhá. Này bát trong veo này, soi không một tí cặn anh em nhá. Này đĩa trong veo này. Và sau đó để ngày trắng đêm đen tôi sóc thử cho em này. Tôi để thứ đen tôi sóc này. Mày báo không dung, không dung là chắn rồi. Mở này, sóc 2 này. Sóc 2 tôi sóc này. Mấy ông có dung trong bát đĩa chắc chắn nó lẻ rồi, tôi bán lẻ này. Thường ngoài 50 triệu này, mở bát này. Ba đèn, đấy, ba đèn tôi sóc này. Cứ sóc cân tay ngày bát thì báo không có sai em nhá. Máy vẫn báo có dung lẻ rồi, mở này. Ba đèn lên ba trắng này, ba trắng tôi sóc này. Bật cầu lẻ em nhá, mở này, không có biết ba trắng ba đen này, bán lẻ này, mở này. Vẫn ba trắng này. Đấy. Vẫn bệt cờ lẻ em nhá, mở này. Vẫn ba trắng này. Và sau đây tôi để chiếc máy này trong người và chỉ một mình tôi cảm nhận được em nhá. Tôi kỷ niệm cho em thêm một vài cái bài cái này. Máy vẫn báo có zoom, vẫn bệt lẻ em nhá, mở này. Ba đen này. Ba đen nó sóc này. Mày báo không dung, không còn biết là sấp đôi như tử. Tôi đánh 1 tỷ ở mặt chắn này. Thừa thêm 1 tỷ nữa cho em mở bát này. Em mở bát này ra đi mở này. Mở này. Tứ tử đen này. Đấy. Và qua một vài tiếng bạc, anh em nó cùng tôi cảm nhận được cái độ chuẩn xác của nó. Đấy. Và anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình em nhá. Một nhà tôi hai cơ sở. Cơ sở 1, bến xe Mỹ Đình. Cơ sở 2, bến xe Giáp Bát. Anh em nào gần đâu thì qua đó. Test hàng trực tiếp chuẩn như video thì em lấy. Nếu hàng không chuẩn thì anh em đến đây. Tôi mời em cốc cà phê. Có thể giao lưu với em nhá. Đấy. Cảm ơn em đã xem clip. Anh em này, 100% là xem clip phát luôn anh em. Anh em này. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy khuôn quân vị A1. Với cái máy thua quân vị A1 này, anh em vào những sòng cái sới muốn bịp người ta không cần bạc bát đĩa quân cán đi, anh em không thể làm chủ chơi anh em nhá. Anh em vào sòng và sới chỉ cần cho tôi cái máy thua quân vị A1 này thôi là anh em làm chủ chơi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ của các bộ quân anh em nhá. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín rồi anh em nhá. Cứ gần cái sóc lên những cái tiếng quân nhẹ ở trong bát trong đĩa nó sẽ có những tiếng động anh em nhá. Anh em cảm tưởng nó giống nhau nhưng cái tai của người nghe không bao giờ cảm tưởng được, bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nhá. Nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống, tất nhiên nó là lẻ, máy tự khắc dùng một cái, và mặt chắn nó sẽ dùng hai cái anh em nhìn nhá.
cứ khoảng cách từ 2 mét hất về, nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhảy anh em nha. Trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ, nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi, bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi. Còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nha. Sau tôi không có nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ. Đây là bộ watt xanh chế, tôi thử luôn anh em nhá, anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng luôn cho anh em này. Anh em đi về tôi kiểm chứng như này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là xanh chín. Anh em đi mua hàng, anh em mát đĩa quân cán đi thử hàng trực tiếp anh em nhá. Hoặc là anh em alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Bây giờ anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên. Khởi động nguồn lên thì nó sẽ lên những cái đèn này để nó cảm nhận được những cái tiếng quân nhảy anh em nhá. Bây giờ tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái mát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào. Còn nếu tí nó đúc ông người cũng khoảng cách 2 mét hất về đúc vào đâu nó sẽ thu được tất cả anh em nhá. Hất về mặt này nào, chắc nó sẽ rung 2 cái mà lẻ nó sẽ rung 1 cái. Bây giờ tôi sóc luôn cho anh em, tôi đánh thử luôn anh em. Xong rồi, có những tiếng quân đang nhảy anh em, đặt xuống là thu âm tận nghe anh em nhá. Máy báo rung 1 và đèn rung 1 rồi, trong mắt trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả các nội lẻ luôn. Mở này, không mở sai ba đèn này anh em này. Trong quân hay trong vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, có những cái quân nhảy đặt xuống là thu rồi anh em nhá. Đèn nó nháy 2 cái rồi, trong mắt trong nghĩa tất nhiên là chắc rồi, đánh cả các nội chắc luôn. Mở này, không mở phải có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, quân lạc được, toát nghĩa lạc được anh em nha. Tôi khả cái luôn cái đồ độc quyền rồi. Máy báo không ngột rồi, và nhé một cái rồi, trong mắt trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này. Mở này, không bỏ sai, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nha. Qua ngoài tính mạc ạ, tôi để ra cái mát để cho anh em nhìn được cái tiền và cái độ rung nó như nào. Bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn về tôi đi kiểu nhận cho em vài ba thứ bạn này. Anh em nhanh nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn này nhá. Máy báo rung 2 rồi, xong qua trong điện tất nhiên chắc rồi, đánh cả 1 tỷ và chắc luôn. Mở này, ai đã để ra đây của tôi, mở không mở sai, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, đây những tiếng quân nó nhảy lên này anh em cảm thấy rất lông nhau, nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nhá. Người thì làm sao nhận được ra đúng không anh em? Máy vẫn báo rung 2 rồi, trong ba trong tiếng tất nhiên chắc rồi, đánh cả cá nội chắc luôn. Mở này, không mở chuyện xài anh em nhá. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc này, bạc đi rồi, máy báo rung 1 rồi, trong ba trong tiếng tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả cá nội lẻ luôn. Mở này, ba đây này anh em này. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị A1 là như nào rồi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho cái máy này thôi, và bát đĩa quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Bây giờ tôi sẽ để ra bát để tôi lập tiếp để cho anh em cảm nhận được cái đèn và cái độ nháy của nó như nào anh em nhá. Anh em nhìn thấy không, 2 rung và 2 nháy anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi, cái máy thu âm quân vị A1 thôi. Bát đĩa quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Bây cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha, kiểm chứng luôn cho anh em 100% là sai chín anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mang hẳn bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có đâu, cái đồ này anh em ạ, tôi đập bát và đập đĩa và xé quân luôn anh em. Anh em này 100% là sai chín luôn, bát luôn anh em. Anh em này, anh em nào có nhu cầu mua hàng xin hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có 2 cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Ra Bát. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp đúng như video đấy. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Anh em biết rồi, ngày xưa anh em muốn bịp người ta, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ quân vào hoặc là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Bây giờ người khôn của khó rồi, mà thời điểm 4.0 rồi, anh em yêu nhá, bây giờ muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán anh em nhá. Bát đĩa quân cán hoàn toàn là chủ sở hết anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy nhận diện quân vị thôi. Và anh em biết cái sòng này, ví dụ chơi quân nạp được, thăng long hay villa, quân ngựa, quân tú đều hết. Nhưng anh em phải biết là địa phương anh em mình chơi quân gì anh em nhá.
Ví dụ địa phương tôi chơi con Tú, anh em biết là cái sới đấy chơi con Tú, anh em chỉ cần nhận diện nó là con Tú thôi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi test thử với anh em này. Anh em đi nhá, mang đĩa quân cán hoàn toàn là sai chín anh em nhá. Anh em mua hàng mang mát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Bây tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn và cách chơi nó như nào. Anh em đi chơi này, anh em khởi động nguồn lên, khởi động nguồn lên nó sẽ lên đèn này anh em này. Anh em đi nhá, lên đèn cái vòng tròn này để nó quét mặt vị của tất cả là quân anh em nhá. Anh em đi này, quân thì nó sẽ có hai mặt anh em nhá, mặt nào được nhưng anh em chỉ quét một mặt thôi. Ví dụ chỗ tôi nó chơi con bài anh em nhá, tôi chọn luôn người đây là chỗ chơi này, tôi biết là con bài rồi. Tôi ở nhà tôi đi, tôi chỉ khởi động máy lên và đặt cái lá bài này lên quân để cho nó quét ghi nhớ màu quân vị anh em nhá. Để 5 đến 7 giây nó sẽ quét được cái màu của nhận diện quân vị anh em nhá. Anh em đi được cái máy này sạc hoàn toàn bằng điện. Anh em mới điện rồi, chơi 2-3 tiếng ít nhất là nó chơi được 15-16 tiếng anh em nhá. Cứ sạc 2-3 tiếng chơi 15-16 tiếng. Anh em đi về, ai làm cái, ai sắp cái đều hết. Cứ khoảng cách ngồi của nó là 2 mét nó sẽ nhận diện tất cả quân vị anh em nhá. Anh em như là quân kiểu gì nó có hai mặt rồi. Anh em đi nhớ, anh em chỉ ghi nhớ một mặt thôi nhá anh em nhá. Anh em đi này, lẻ nó sẽ dùng một cái và chắc dùng hai cái và tứ tử không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, cái lá này coi như mất tác dụng rồi anh em nhá. Đây là cái lá xanh chín của sới này, bây tôi cắt thử luôn, tôi test thử luôn anh em nhá. Anh em đi này, bát đĩa của quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Anh em mua hàng mang bát đĩa quân cán đến giả trực tiếp anh em nhá. Bây giờ tôi test thử cho anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào anh em nhá. Ví dụ nó là tứ tử anh em nhá, nó không có mặt nào, nó không có màu, nó sẽ không, nó không dùng anh em nhá. Lẻ nó sẽ thiếu một mặt, nó sẽ dùng một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái. Và ba đen hay ba trắng đều thiếu một mặt, nó sẽ dùng một cái. Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em như này, quân nào được anh em nhá, thăng long villa quân Tú đều hết, biết là địa phương anh em chơi con gì thôi. Anh em đi ở nhà bật sẵn máy lên và ghi nhớ màu quân của chỗ chơi anh em là anh em chiến thắng cụ thể luôn. Bây giờ không nói nhiều, tôi vào thực tế luôn. Tứ tử đen xong này, cứ khoảng cách từ 2 mét hết về là được anh em nhá. Dùng hai cái và nháy hai cái tất nhiên sấp đôi rồi, bởi vì nó thiếu hai màu anh em nhá. Đánh một tỷ và sấp đôi luôn, mở này không bẩn có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, dùng một cái và đèn nháy một cái tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 100 triệu và lẻ bởi vì thiếu một mặt, mở này không mở sai. Chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả. Qua vài tiếng bạc tôi để ra map dùng để cho anh em nghe và cảm nhận, bởi tôi sẽ đúc luôn vào người. Tôi đánh thử với anh em, dung chỉ mình biết được, người cạnh có thể biết được anh em nhá. Anh em để ngang để dọc hết cái khoảng cách 2 mét anh em là chơi được anh em nhá. Dung hai cái rồi, tất nhiên là sấp đôi rồi. Đánh tất tay sấp đôi, đánh cả người tôi sấp đôi luôn. Mở này, không mở sai. Chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Máy nhận diện này tôi khẳng định luôn, chỉ nhà tôi có độc quyền rồi anh em ạ. Máy này vừa nhập về anh em nhay tay alo trực tiếp trên số lạ trên màn hình. Bạc cầu rồi, máy vẫn báo dung hai rồi, tất nhiên sấp hai rồi, đánh cả đa nội sấp hai, mở này không bẩn chuyện sai anh em nhá. Máy thì làm gì có chuyện sai, người có thể sai nhưng máy không bao giờ có thể sai anh em. Tiếp này, bạc cầu rồi, máy vẫn báo dung hai rồi, trong ba trọng nghĩa tất nhiên sấp đôi rồi, mở này không bẩn chuyện sai anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc này. Máy báo dung không dung, nó không có mặt vị nào, tất nhiên là tứ tử rồi bởi vì nó không dung anh em nhá. Đánh 200 triệu là sen cô tứ tử, mở này không bẩn là chuyện sai anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc này. Bạc cầu rồi, mấy em báo dung hai, đánh tất tay vào sấp hai cho tôi, mở này không bẩn có chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi đúc bằng người, bởi tôi sẽ để ra cái mắt anh em nhá, để tôi sắp thử nữa em vài ba tiếng bạc nữa để cho em nghe cái độ nhảy và cái độ nháy của nó như này. Máy báo dung một và đèn dung một tất nhiên là lẻ rồi, đánh 50 triệu và lẻ, mở đây không bản có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, vẫn nháy một cái và dung một cái tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tay mà lẻ tôi, đánh cả người tôi và lẻ, mở đây không bản có chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc
anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện quân vị như nào rồi anh em nha. Bởi tôi tắt máy luôn này. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Anh em lưu ý nha. Với cái máy nhận diện quân vị này nhận diện là tất cả quân. Anh em biết là địa phương anh em chơi quân gì là anh em chiến thắng tuyệt đối luôn. Anh em mua hàng, anh em mang bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nha. Nhà mình có hai sở, bến xe mới đi hoặc bến xe ra bát. Anh em nào gần đâu đến nhà cửa hàng trực tiếp. Đúng như video đấy, cảm ơn xem clip. Chào tất cả anh em, để đáp ứng cho những anh em thua tha trong bộ môn sóc đĩa và muốn lấy lại được những cái gì của mình đã mất thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của năm 2020 về bộ môn sóc đĩa. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bát. Anh em nhớ nhá, kính áp tròng nhìn xuyên bát. Đấy, kính này có thể áp dụng cho những anh em nào đánh tài xỉu, nó đánh nhìn xuyên được cả lắp mủ cao su và lắp nhựa. Hàng này là hàng độc quyền, mình cơ sở tôi mới có. Đấy, trước tiên là tôi đã đeo hai kính áp tròng này vào mắt tôi rồi. Và tiếp theo là tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng để anh em biết rằng cái độ hiệu quả tới đâu. Và đồng thời tôi sẽ lắp cái kính thử này vào cam để anh em biết là cái độ xuyên thấu tới đâu. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ test thử bát đĩa quân vị cho anh em. Bát đĩa quân vị xanh chín hết anh em nhé. À, tí nữa anh em nhìn thấy cái kính thử thì anh em biết rằng là cái test quân này không quan trọng gì cả. Tôi làm đầy đủ thủ tục cho anh em thôi. Bây giờ tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem. Sóc này. Đặt xuống này. Sấp đôi anh em nhá. Đây này. Tôi đưa kính thử vào này. Đấy. Cái này áp dụng cho những anh em nào mà hay đánh bảng vị, có thể đánh sập được bảng vị. Đấy, kính thử này đưa vào cam thì nó không được nét bằng anh em đeo trực tiếp vào mắt như tôi. Tôi nhìn thấy luôn. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đây tôi mở cho anh em xem. Sấp đôi này. Sấp đôi nhé. Tôi sóc tiếng thứ hai. Xong rồi. À, đặt xuống này. Vẫn là sấp đôi anh em nhá. Bẹt rồi. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem. Đấy, đưa kính thử vào cho anh em nhìn. Đấy. Đấy, vẫn là sấp đôi. Đây, tôi bỏ ra cho anh em xem. Sấp đôi. Tôi sóc tiếng thứ ba cho anh em xem. Sóc này. Đặt này. Ba trắng anh em ạ. 100% ba trắng luôn. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem này. Đấy. Tôi đưa kính thử vào này. Anh em nhìn rõ ba trắng chưa? Đây tôi mở cho anh em xem nhá. Đây ba trắng. Dậy quân rồi. Anh em ạ, tôi vừa mở lật quân. Cho nên là những anh em nào mà có nhìn thấy rõ thì anh em gặp những cái thằng say rượu ấy, mà nó vào nó mở ẩu, mở lật quân, cho nên anh em không nên đánh tất tay. Hiểu? Tuy rằng mình nhìn rất rõ rồi nhưng không nên đánh tất tay. Bây giờ tôi sóc cho anh em tiếng nữa. Này. Xong rồi. Đây, đặt xuống này. Tứ tử trắng anh em nhá, 100% luôn. Đây này. Tứ tử trắng này. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm là sóc là mở ra lật quân nữa. Từ giờ tôi sẽ xoay bát đi tôi mở cho anh em. Đấy, tứ tử trắng anh em nhìn rõ không? Anh em nào mà đánh bảng vị là sập luôn cả bảng vị luôn. Đấy, tứ tử trắng đấy. Tứ tử trắng. Đây tôi mở cho anh em xem. Tứ tử trắng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm kỹ thêm về bộ sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái kính ở trong mắt tôi ra cái đã. Rồi. Đây kính áp tròng đây anh em nhá. Đeo trực tiếp vào mắt. Đây nhá. Đeo trực tiếp vào mắt nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt nha anh em, lưu ý nhá, không ảnh hưởng gì tới mắt của mình đâu nhá. Đây tôi sẽ giới thiệu kỹ bao gồm sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì trước tiên là một lọ dung dịch, quan trọng nhất là lọ dung dịch. Đây. Trong hộp thì có hai cái mắt này để đựng hai cái kính áp tròng. Đây kính áp tròng trong này. Đây này. Đấy. Và đồng thời là có cái hộp này để gắp kính ra và anh em đeo. Và có cái lọ này để anh em đi đâu cho kính vào đây và cho lọ nước dung dịch này vào để đi đánh cho thuận tiện. Đấy, quan trọng cái nước dung dịch này anh em nhá. Có một số anh em điện bảo tôi là anh ơi kính của anh dùng được vài tháng mà em đã thấy bị mờ rồi. Đấy là do lỗi của anh em nhá. Anh em đi đánh xong anh em bỏ vào đây và không bỏ cái nước dung dịch này vào là kính nó sẽ bị mờ. Đấy, anh em lưu ý cho tôi là ở cái điểm đấy. Và tôi giới thiệu kỹ thêm về cái hộp này để anh em tránh hàng nhái hàng giả. Đây anh em quan sát kỹ nhá. Vỏ hộp này để tránh hàng nhái hàng giả nhá. Đây ở bên trong này, kính 7D 7 lớp đây anh em nhá. Đây. Anh em kiểm chứng cho anh em. 100% là xanh chín anh em nhá. Tôi đọc liếc anh em. 100% là xanh chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp.
hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp được người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thằng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin. Anh em nhá, sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm trục chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là danh chính rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là danh chính anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mẹ nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử cho anh em nhá. Tứ trắng sóc này. Nháy hai đèn và rung hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ và số 2. Mở đây, không bàn được chuyện sai. Trong quân hay trong vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này. Nháy một cái và rung một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ. Mở đây. Ai đặt tiếng lẻ chỉ có ra đi mà thôi. Mở đây, không bàn sai. Ba đèn này anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi. Bởi tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu quân vị anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong biết tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tin lẻ chữ ra đi mà thôi. Mở này, không mà sai. Ba trắng này anh em này, tiếp này. Anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xe chín rồi. Máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha. Mở này, không mở sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này. Đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nha. Chỉ nhà tôi có rồi anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi. Đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bạ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này.
ba đen này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá? Anh em đi chơi thôi, chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em dùng và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, alo trực tiếp cho mình trên số lạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuốn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip.